Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021 Và theo âm lịch hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm Tân Sửu. Ngày này là ngày quý Dậu tháng Ất Mùi năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hắc đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Nhâm Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long, giờ Ất Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường, giờ Mậu Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Kỷ Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang, giờ Tân Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ quý sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Câu Trần, giờ Bính Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Đinh Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Canh Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Nhâm Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Quý Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Nguyên Vũ vậy ngũ hành ngũ hành nênên mệnh kiếm phong kim ngày Quý Dậu tức chi sinh can nghĩa là kim sinh cho Thủy và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm um, kiếm phong kim kỵ tuổi Đinh Mão Tân Mão ngày thuộc hành kim khác với hành mộc đặc biệt là tuổi Kỷ Hợi nhờ kim khắc mà được lợi ngày dậu lục hợp với thìn tam hợp với sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần vài tuổi xung khác trong ngày tuổi đinh mão tân mão tân dậu tuổi xung trong tháng tuổi kỵ sửu quý sửu tân mão tân dậu và các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú tốt mọi việc nhất là về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ khai trương mở kho nhập kho an táng sao lộc khổ tốt cho việc cầu tài lộc khai trương giao dịch sao tục thế tốt mọi việc nhất là cưới hỏi sao dân nhật thời đức tốt mọi việc sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn kỵ về xây dựng nhà cửa đào ao đào giếng Tế tử, sau hỏa tai, xấu đối với xây dựng nhà cửa, độ mái, sửa sang nhà cửa, sau phi ma sát, kỵ về giá thú, nhập trạch, sau câu trận, kỵ về an táng, sau quả tú, xấu đối với cưới hỏi Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông nam, tài thần, hướng chính tây. Và sau đây, mời các bạn đoán xem từ vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi tí cho chúng ta thấy là bạn tuổi tí trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mạo dậu cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tí đừng nên vội vàng trong bất cứ việc gì bạn rất dễ bị xảy ra sai sót cho dù bạn rất tin tưởng những gì mà mình làm rồi nhưng vẫn phải nên nhờ ai đó kiểm tra lại một lần nữa việc để xảy ra lỗi khiến cho người ta đánh giá sai về con người của bạn đó nhé trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tý lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này mang tới cho bạn có được những thuận lợi về kinh doanh đầu tư giúp cho bạn tuổi tý thu hút được tiền bạc về đầy tay và lúc này là thời điểm để cho bạn cần phải học cách tôn trọng giữ gìn những gì mà mình đang có may mắn của bạn có một phần nhờ sự hỗ trợ rất nhiều của mọi người nữa đó nhá với bạn tuổi tí bạn cũng đừng quên rằng có những thứ mà chỉ khi mất đi rồi bạn mới thực sự hiểu được ý nghĩa của nó vậy thì ngay từ hôm nay bạn hãy trân quý những gì mà cuộc sống dành tặng cho bản thân mình dù là một mối quan hệ hay là sự giúp đỡ nhỏ nhưng bằng tất cả tấm lòng của họ nhé Vài từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim đừng để cho sự tức giận của bạn làm hỏng mọi việc từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy có tiền để đảm bảo cho bạn có được một cuộc sống thoải mái từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa nghỉ ngơi là việc rất cần thiết để cho sáng mai bạn làm việc hiệu quả hơn từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ giữ cho mình bận rộn sẽ giúp cho bạn tránh được những rắc rối từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc không nên nghe lời khuyên của ai đó liên quan tới chuyện tình cảm trong ngày hôm nay. Vài đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu xanh ngọc, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi dần. từ phi tuổi Sửu thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp tị dậu sửu phù trợ. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Sửu đang có được tình yêu nồng ấm trong ngày hôm nay. Hai người dành nhiều thời gian để ở bên nhau để cùng đi xem phim, cùng đi dạo, đi ăn, gặp gỡ bạn bè một số cặp vợ chồng có thể nhận được tin vui về bầu bí trong thời gian này nữa. tuy nhiên trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi sửu lại đang chịu ảnh hưởng của tỵ kim chiếu mệnh, cái điều này cho thấy cái chuyện gia đình của bạn trong ngày hôm nay có phần hấp tấp nóng vội, chính điều này sẽ khiến cho cảm xúc của những thành viên trong gia đình không được tích cực cho lắm. bạn cần phải cố gắng nhìn nhận mọi việc một cách tinh tế hơn nữa bạn tuổi sửu nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi Sửu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho Kim Vượng. Cái điều này hỗ trợ cho vấn đề liên quan tới tiền bạc của bạn mệnh trong ngày hôm nay rất tốt. Ngày này, có người còn được người khác trả nợ, giúp cho bạn cảm thấy nhẹ lòng, thoát khỏi những bức xúc khi đi đòi nợ nữa. Về từ vi tuổi ất xỉu thuộc mệnh kim, nhớ giữ khoảng cách với những người khác phái đã có gia đình. Từ vi tuổi đinh xỉu thuộc mệnh thủy, hạnh phúc đong đầy cho những bạn đang quản độc thân. Từ vi tuổi kỵ xỉu thuộc mệnh hỏa có điều gì đó gợi cho bạn nhớ về quá khứ. Từ vi tuổi tân xỉu thuộc mệnh thổ, hãy bộ qua sai lầm của đối phương để bạn cảm thấy nhẹ lòng hơn. Từ vi tuổi quý xỉu thuộc mệnh mộc, sự tinh tế trong hành động giúp cho bạn có được yêu ái. Và đánh giá của bà tuổi Sửu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi Sửu. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi dần cho chúng ta thấy là bà tuổi dần đang gặp được ngày của chính quan nâng đỡ cho nên mọi việc với bạn trong ngày hôm nay diễn ra rất suôn sẻ thậm chí nếu như bạn tuổi dần đang đi du lịch cũng có được chuyến đi như ý gợi cho bạn có được những trải nghiệm thú vị nhưng bạn cũng cần phải chú ý à, giữ an toàn về mùa Covid cho mình về khía cạnh công việc thì bạn đang có được những lời khuyên hữu ích thông qua những buổi gặp gỡ với bạn bè và trong ngày này với bạn tuổi dần bạn cũng đừng có dễ hài lòng đừng dễ chấp nhận những gì mà bạn đang có trong ngày hôm nay bởi mọi thứ có thể sẽ rất dễ thay đổi theo cách mà bạn không nghĩ tới và đây là ngày bạn cần phải có một cái nhìn tỉnh táo và linh hoạt hơn trước những thay đổi của đời sống nữa trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi dần lại đang gặp ngày có kim mộc xung khắc cái điều này sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ gia đình có thể là anh em có sự bất hòa thậm chí vì chuyện vay mượn về tiền bạc lẫn nhau mà sẽ ra xung đột ảnh hưởng không nhộn tới cuộc sống của mọi người trong gia đình nữa về tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy có những lời giải thích càng nói càng không có giá trị. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa cẩn thận với những thay đổi ở hiện tại. Tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ để có chuyến đi xuân sẻ bạn nên hoàn tất những công việc đang còn dang dở và chọn những vùng an toàn. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc gia đình có chút lục đục không được vui vẻ, tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, đừng quá quan tâm tới việc của người khác. Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cá tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi thìn. Từ với tuổi mão thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình sông tý ngọ mão dậu cái điều này khơi dậy những cảm giác ghen tung căng thẳng có thể khiến cho tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay không được tốt chút nào tuy nhiên thay vì nổi nóng, phá hủy những phút giây vui vẻ thì tại sao bạn không ngồi lại với nửa kia cùng trò chuyện với họ để chia sẻ những trăn trở và tìm ra giải pháp giúp cho bạn tháo gỡ những khó khăn. Và trong ngày thứ bảy này với bạn tuổi mão á, lại đang gặp ngày của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này đẩy bạn vào giữa ngã ba đường, khiến cho bạn phải đứng trước những sự lựa chọn khác nhau. Có lẽ đây là lúc mà bạn cần phải thành thật với chính mình để biết được những cảm xúc đích thực của bản thân thay vì bị tác động của bất cứ yếu tố nào. Lúc này với bạn tuổi mão bạn cần phải thể hiện được bản lĩnh của bản thân vì bạn cũng đã từng muốn lùi bước, muốn bỏ cuộc vì cảm thấy mệt mỏi nhưng dù thế nào cũng phải bước tiếp vượt qua giới hạn của bản thân mình đi bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy, không phải ai cũng muốn lắng nghe ý kiến của bạn. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa ở nhà thưởng thức những bữa ăn ngon sẽ giúp cho bạn cảm thấy được thoải mái. Tử vi tuổi kỵ Mão thuộc mệnh Thổ, bạn nhận về một bài học và điều đó rất cần thiết cho bạn vào lúc này. Từ vui tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, việc gì cũng nên nói rõ ràng, bạn sẽ không có lợi nếu như cứ mập mờ. Từ vui tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, kiểm soát được cơn nóng giận, bạn sẽ tránh được những rắc rối ngày hôm nay. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ bảy này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhóm phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu Từ vi tuổi thìn thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021, xem vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn cho chúng ta thấy là bà tuổi thìn trong ngày này nhờ có ngũ hành lục hợp che chở cho nên với những căng thẳng trước đây của bạn được hóa giải mọi người lắng nghe bạn hơn để cho bạn có được cơ hội bày tỏ sự thật lòng của mình ngoài ra trong ngày hôm nay với bà tuổi thìn cũng có được cơ hội để cho bạn xây dựng uy tín với mọi người nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ bảy này với bà tuổi thìn lại đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này dự báo cho bạn đang có những việc xảy ra ngoài ý muốn khiến cho bạn hồ nghi với những quyết định của mình. Và nếu chúng có thực sự đúng hay là không, bạn hãy cho mình thời gian để ngồi lại, tự xem xét lại mọi việc và đưa ra những kết luận cho riêng mình trước khi có sự lựa chọn tiếp theo bạn tuổi thìn nhé ngày này với bà tuổi thìn đó, lại đang gặp được ngày của ngũ hành tương sinh cái điều này khuyến khích bạn mệnh thực hiện một việc gì đó mà bản thân bạn đã ấp ủ bấy lâu trong ngày hôm nay bạn có thể đi học thêm về vẽ bơi lội massage hay là hát với những nhiều điều nhụa bé này sẽ mang lại niềm vui không hề nhụa cho cuộc sống của bạn về sau này nữa về tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa gia đình có được sự hài hòa mọi người chia sẻ ngọt bùi với nhau. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ, tránh đưa ra quan điểm cá nhân khi ai đó không nghe bạn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc nên dành nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân mình. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim có người đưa ra lời khuyên cảnh báo cho bạn những đánh giá. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy hãy xác định rõ lập trường của mình, đừng để cho mình bị lôi kéo. Và đánh giá của bà tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi sửu. Từ vi tuổi Tỵ, thứ bảy, ngày 24 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp tỵ dậu sửu phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tỵ nhận được sự thấu hiểu từ một nửa của mình từ đó bạn nhận ra hai người có nhiều điểm chung và hôm nay cũng là cơ hội tốt để cho bạn có thể tỏa tình với người bạn thầm thương trộm nhớ nữa đấy Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tỵ lại đang gặp được ngày có chính ấn trợ mệnh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi tỵ làm việc gì cũng được thông tỏ, sáng suốt và bạn có thể vận phải xử lý một số vấn đề liên quan tới công việc ngày hôm nay. Dường như bạn giải quyết mọi vấn đề đều rất tốt và hiệu quả, không ai có thể chê vào đâu được. Ngày này, xem tử vi cũng cho thấy đối với những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đầu đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng tới cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa có dự sự hòa nhã với mọi người sẽ nhận về nhiều điều thú vị từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ đừng có đợi ai đó nâng đỡ cho bạn hãy tự mình gây dựng thành công từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc bạn có khả năng thành công hơn bạn tưởng từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim những đánh giá của bạn có tính cảm quan nhưng khá chính xác từ vi tuổi quý tỵ Cuộc mệnh thủy, bạn có được cơ hội giúp cho ai đó mà trước đây bạn chưa từng làm được. Vài đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu. Ừ, với tuổi Ngọ thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021. Xem vận tình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này mang tới cho những cơ hội đối với những ai làm công việc tự do hoặc là nghệ sĩ dù bận rộn với sự nghiệp nhưng bù lại bạn có được nhiều niềm vui và được là chính mình không cần quá tham vọng, bạn chỉ cần vui với hiện tại là đủ rồi. Và xem tử vi cho thấy, hôm nay với bạn tử ngọ không nên trị bệnh ở tỳ, do đó bạn mệnh không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Trong vận trình ngày thứ bảy này với bạn tử ngọ lại đang gặp ngày của ngũ hành xung khắc, cái điều này cho thấy với những băn khoăn về tài chính có thể khiến cho bạn không được vui vẻ cho lắm. Tuy nhiên, thay vì đổ lỗi cho chính mình, tốt nhất là bạn nên nhìn nhận lại vấn đề và xem hướng hướng giải quyết sao cho phù hợp, dàn vặt bản thân mình chẳng được lợi ích gì mà chỉ làm tốn thời gian của mình mà thôi. Về từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim tránh gần gũi với ai đó kẹo lại gây hiểu lầm tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy chớ có ngần ngại hãy làm việc bằng quyết tâm của mình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa nhớ là lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ khi đòi tiền nợ bạn cũng phải dứt khoát và à, kèm theo sự khéo léo tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc cần phải cẩn thận nối tức bước không qua đối bạn tử ngọa nhé. Và đánh giá của bạn tử ngọa trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu nâu, quý nhất phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọa, Ừ, về tuổi mùi thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi trong ngày này đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi mùi cần phải xem xét lại mọi việc dưới góc độ cá nhân thiếu cảm quan cá nhân hơn là thực tế và điều này có thể sẽ gây ra những hiểu lầm những mâu thuẫn trong mối quan hệ của bạn với những người xung quanh bạn cũng cần phải cố gắng để tỉnh táo hơn khi đánh giá mọi thứ nữa bạn tuổi mùi nhé Ngày này, bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Cái điều này sẽ giúp cho bạn tìm được chốn bình yên cho riêng mình. Bất chấp xung quanh bạn có nhiều phiền nhiễu tới mức nào đi nữa. Lúc này, bạn được thỏa mãn bởi sở thích của chính mình và được sống lại với những cảm xúc đơn giản trước đây mà bạn đã từng quên mất. Ngày này xem tử vi cho thấy theo nhị thập bát tú hôm nay là ngày mà bạn nên làm những công việc như là khởi công, tạo tác, mọi việc đều tốt, tốt nhất là về xây dựng nhà cửa, chôn cất, cưới gã, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo và bạn cũng đừng quên nếu như xuất hành đi xa thì hãy xuất hành theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng đông nam và tài thần hướng chính tay để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim, đừng quá kỳ vọng về chuyện tình cảm. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy, mối quan hệ gia đình có xung đột. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa, tính toán kỹ nhưng nên linh hoạt với tình hình. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ, đừng có đợi chờ sự may mắn, bạn nên tự lực là hơn. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc, hãy dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Vài đánh giá của bạn tuổi mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu nâu của nhân phụ trợ, tuổi hợi, tuổi mùi. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hội phù trợ cái điều này mang tới cho bạn có được tình cảm ấm áp từ phía gia đình người thân trong nhà họ thực sự là chỗ dựa về tinh thần cho bản mệnh nhất là trong cái thời gian sóng gió này và nếu như cần xin lời khuyên từ họ bạn cũng là nhớ hãy nói ra có cơ hội tìm được lời giải đáp cho riêng mình nữa đó bạn tuổi thân nhé. Trong vận tình ngày thứ bảy này với bạn tuổi thân ạ, bạn lại chịu ảnh hưởng của thương quan chiếu mệnh, cho nên với bạn dễ rơi vào cảm giác mệt mỏi khi có quá nhiều công việc phải xử lý ngày hôm nay liên quan tới việc công lẫn việc tư và dù sao đi nữa thì với bạn tuổi thân cũng đừng có dồn những căng thẳng bực dọc lên những người khác họa đâu có lỗi gì với bạn với sự bận rộn của bạn cơ chứ và ngày này với bà tuổi thân á, lại đang gặp ngày có kim khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng phần nào tới sức khỏe của bạn. Bạn nên hoàn thành một số nhiệm vụ của mình nhanh chóng để có nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi, hồi sức hoặc chỉ cần chìm đóng trong một điệu nhạc nào đó mà bạn yêu thích sẽ giúp cho tinh thần của bạn được tốt hơn rất nhiều về từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy, cố gắng quyết tâm vì mục tiêu của bản thân. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa, đừng có quá quan tâm tới sự đánh giá thiếu đi sự khách quan của người khác. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, tránh việc nghi ngờ ảnh hưởng tới uy tín của họ. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, với những suy nghĩ của bạn không nên nói ra quá sớm. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim nên để dành tiền tiết kiệm đề phòng khi gặp phải khó khăn. Vài đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tốt. Từ Vi Tuổi Dậu thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Dậu Dậu tự hình. Cái điều này sẽ làm cho bạn tuổi Dậu đang có những suy diễn về mọi việc quá mức, thậm chí bạn còn làm phiền người khác phải đưa ra những câu hỏi tò mò không đúng chỗ nhất là trong chuyện tình cảm bạn nên tin tưởng mà người bạn đã lựa chọn còn không thì nên dừng lại nếu như không muốn cả hai đều cảm thấy mệt mỏi và ngày thứ bảy này với bạn tuổi dậu nhờ có được thực thần chiếu mệnh mà bạn có được sự trải nghiệm đem lại cho bạn có được cảm giác hài lòng sâu sắc cũng như là sự hạnh phúc vì những gì mà cuộc sống giao tặng cho bạn vậy thì bạn hãy tìm cách để phát huy duy trì những cảm xúc ý nghĩa đó thay vì cho rằng chúng chỉ là trong một tích tắc mà thôi Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ bảy này với ba tuổi giàu lại đang gặp ngày có kim khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống của bạn mệnh khá nhiều, đặc biệt là về khía cạnh sức khỏe. Trong ngày hôm nay, bạn mệnh cũng nên ưu tin cho việc nghỉ ngơi, có việc gì để sang tuần xử lý thì sẽ tỉnh táo hơn bà tuổi giàu nhé. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy, nửa kia thấu hiểu và thông cảm cho bạn. Tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa có thể được nhận lời mời ăn uống từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ biết lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc chấp nhận việc ai đó làm trái với ý mình từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim đừng có muộn sầu vì vấn đề chưa xảy ra và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp năm sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu. Từ vi tuổi tốt thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi tốt Chua chúng ta thấy là bạn tuổi tuất trong ngày này đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dậu tuất tư hại cái điều này nhắc nhở bạn tuổi tuất không được chủ quan thậm chí có việc bạn tưởng là hoàn thành đến nơi nhưng tới phút cuối lại bị đổ bể và dù thế nào cũng đừng có buồn có thể đây là lúc bạn cần phải nhìn nhận ra bản chất của một người nào đó đề phòng tránh không nên tiếp tục tin tự họa nữa tránh hậu quả về sau và với bạn tuổi tuất á, cố gắng trì hoãn một việc nào đó là hoàn toàn không phải là giải pháp phù hợp với bạn khi trong ngày đang có kiếp tài chiếu mệnh. nhưng bạn cũng đừng quên rằng bạn có thể chọn cách giải quyết riêng cho mình. tuy nhiên có những việc dù bạn có gượng ép thì mọi việc vẫn diễn ra như nó vốn có mà thôi. và với bạn tuổi tuất trong ngày này lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này sẽ hỗ trợ cho những ai mới ốm trở lại nhanh khỏe bệnh. Ngoài việc nhờ vào những yếu tố bên ngoài, bạn mệnh cũng nên chăm chỉ ăn uống và không quên vận động nhẹ nhàng để cho cơ thể sớm thích nghi trở lại với cuộc sống bình thường. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa hại chủ động, việc bạn chờ đợi quá là vô nghĩa. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ hãy trân trọng những ai đã từng giúp đỡ cho bạn. Từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc cái xấu và cái tốt luôn sau hành, bạn cần phải tỉnh táo để nhận định. Từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, không phải ai cố gắng tỏa ra thân thiết với bạn cũng vì ý tốt. Từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, chớ có nóng nảy, trút giận lên đầu người khác. Vài đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cát tường màu vàng màu đỏ quý nhân phù trợ tuổi tuất tuổi hợi từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 24 tháng 7 năm 2021 xem vận trình ngày thứ bảy này với bạn tuổi hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp được ngày của chính quan chiếu mệnh cái điều này cho thấy với bạn tuổi hợi vẫn bận rộn với nhiều nhiệm vụ đang còn dang dở cho nên buổi sáng bạn cần phải cố gắng xử lý xong mọi công việc có như vậy bạn mới có nhiều thời gian để nghỉ ngơi Ngày này với bạn tuổi hợi, đây là ngày sẽ có một số vấn đề cần phải giải quyết, trong đó có việc cân bằng giữa trách nhiệm công việc với nửa kia là các tương tác bạn bè, đồng nghiệp. Việc làm thế nào khiến cho bạn bệnh lẫn những người xung quanh hài lòng quả thực là một thách thức với bạn, đòi hỏi bạn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Ngày này, thiêu hải thượng làn ông, hôm nay là ngày 15 âm lịch, nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Vì vậy với ba tuổi hợi nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mộ xỉa, châm chích ở các vị trí này nhé. Vài từ vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa hãy thẳng thắn đối mặt với vấn đề mà mình đang gặp phải. Từ vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ sẽ chẳng có phép màu nào giúp cho bạn ngoài chính bạn đâu. Từ vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc hãy tương tác nhiều hơn với mọi người trong gia đình tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim sự tự tin của bạn cũng tạo nên sự thu hút đặc biệt tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy có được cơ hội gia tăng sự kết nối với ai đó và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ bảo sắc cát tường màu cam, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi giàu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Xin chào và hẹn gặp lại.